Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật địa giới, trọng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật thủy hỏa phong không thức giới, trọng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều trọng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp địa giới vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật vô minh, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, yêu, não, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp vô minh vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật bố thí Ba La Mật Đa, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp bố thí ba la mật đa vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật pháp không nội, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp không nội vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật chân như, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp chân như vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật thánh đế khổ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật thánh đế tập diệt đạo, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp thánh đế khổ vân vân tự tánh bất sanh, nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết như thật bốn tịnh lự, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột.
Vì sao? Vì pháp bốn tịnh lự vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật tám giải thoát, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp tám giải thoát vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật bốn niệm trụ, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp bốn niệm trụ vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật pháp môn giải thoát không, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật năm loại mắt, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật sáu phép thần thông, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp năm loại mắt vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật mười lực Phật, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp mười lực Phật vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa biết như thật pháp không quên mất, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật tánh luôn luôn xả, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp không quên mất vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật trí nhất thiết, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp trí nhất thiết vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật tất cả pháp môn đà la ni, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Biết như thật tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì tất cả pháp môn đà la ni vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật giới uẩn chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp giới uẩn vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật dự lưu quả, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới, biết như thật nhất lai quả, bất hoàn quả, a la hán quả, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu đều chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp dự lưu quả vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật quả vị độc giác, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp quả vị độc giác tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật các hạnh đại Bồ Tát chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp tất cả hạnh đại Bồ Tát vân vân tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa thì biết như thật quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng đọa dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu chẳng đọa ba cõi thì chẳng phải quá khứ vị lai hiện tại. Nếu chẳng phải ba đời thì chẳng thể dùng hữu tướng kia làm phương tiện, hữu sở đắc làm phương tiện, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì pháp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tự tánh bất sanh. Nếu pháp bất sanh thì không sở hữu, chẳng thể dùng pháp không sở hữu kia tùy hỷ hồi hướng cái không sở hữu. Đại Bồ Tát ấy tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng lẫn các độc, cuối cùng đạt đến quả vị giác ngộ cao tột ngọt ngào. Lại nữa, thưa đại sĩ, trụ Bồ Tát thừa, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, nếu dùng hữu tướng làm phương tiện, hoặc hữu sở đắc làm phương tiện đối với thiện căn công đức của Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì như vậy là tà tùy hỷ hồi hướng. Tâm tà tùy hỷ hồi hướng này chẳng được chư Phật Thế Tôn khen ngợi, vì tâm tùy hỷ hồi hướng như thế chẳng phải là cái mà chư Phật Thế Tôn khen ngợi, chẳng có khả năng viên mãn bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cũng chẳng có khả năng viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng có khả năng viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng chẳng có khả năng viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng có khả năng viên mãn pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Do vì chẳng có khả năng viên mãn bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng có khả năng viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng có khả năng viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng có khả năng viên mãn bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,
chẳng có khả năng viên mãn pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên chẳng có khả năng viên chứng pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng có khả năng viên chứng chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng chẳng có khả năng viên chứng thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, do vì chẳng có khả năng viên chứng pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng có khả năng viên chứng chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng có khả năng viên chứng thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, nên chẳng có khả năng viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng có khả năng viên mãn 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng có khả năng viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng chẳng có khả năng viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng có khả năng viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, do vì chẳng có khả năng viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng có khả năng viên mãn 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng có khả năng viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng có khả năng viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng có khả năng viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên chẳng có khả năng viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, cũng chẳng có khả năng viên mãn thành thục hữu tình, do vì chẳng có khả năng viên mãn nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng có khả năng viên mãn thành thục hữu tình, nên chẳng có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Vì những vị ấy đã khỏi tùy hỷ hồi hướng có lẫn các độc. Lại nữa, thưa đại sĩ, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên nghĩ thế này, như tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở mười phương thế giới hiểu rõ như thật, thiện căn công đức có pháp như thế, có thể nương vào pháp ấy, mà phát sanh tùy hỷ hồi hướng không điên đảo, ta nay cũng phải nương vào pháp như thế mà phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì đó là phát khởi tùy hỷ hồi hướng chân chánh. Lúc bấy giờ Thế Tôn khen Cụ Thọ Thiện Hiện, hay thay, Thiện Hiện, nay ông đã làm việc Phật làm. Đó là vì Đại Bồ Tát vân vân mà khéo nói tùy hỷ hồi hướng không điên đảo. Sự tùy hỷ hồi hướng đã nói như thế là dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô sanh làm phương tiện, vô diệt làm phương tiện, vô nhiễm làm phương tiện, vô tịnh làm phương tiện, vô tánh, tự tánh làm phương tiện, tự tướng, không làm phương tiện, tự tánh không làm phương tiện, chân như làm phương tiện, pháp giới làm phương tiện, pháp tánh làm phương tiện, tánh chẳng hư vọng làm phương tiện, thật tế làm phương tiện. Này Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều được thành tựu 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, thì theo ý ông thế nào công đức của các hữu tình ấy nhiều chăng? Thiện Hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Phật dạy, này Thiện Hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát khởi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì công đức đạt được hơn trước rất nhiều. Này Thiện Hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Lại nữa, Thiện Hiện, giả sử tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều đắc quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với quả dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán ấy,
suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men và các đồ dùng khác cung cấp, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử mà khỏi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì phước đức đạt được hơn trước rất nhiều. Này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đã khỏi tùy hỷ hồi hướng như thế, là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Lại nữa thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành độc giác, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với độc giác ấy suốt đời cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men và các đồ dùng khác mà cung cấp, thì theo ý ông thế nào, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Phật dạy, này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử mà khởi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì phước đức đạt được hơn trước rất nhiều. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế, là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Lại nữa thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới đều hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Lại nếu tất cả hữu tình ở vô số thế giới trong mười phương đều đối với sự hướng đến quả vị giác ngộ cao tột ấy và tất cả nơi của Đại Bồ Tát cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men và các đồ nuôi sống cùng nhạc cụ thượng diệu khác mà cung cấp, trải qua vô số đại kiếp, thì theo ý ông thế nào, các hữu tình ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều. Số phước đức ấy là vô số, vô lượng, vô biên, vô hạn, tính đếm, thí dụ, khó có thể biết hết. Bạch Thế Tôn, nếu số phước ấy có hình sắc, thì vô số thế giới trong mười phương không chứa hết. Phật dạy, hay thay, thiện hiện, số lượng phước đức ấy, như ông đã nói, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử, mà khỏi tùy hỷ hồi hướng không nhiễm trước, thì phước đức đạt được hơn trước rất nhiều. Này thiện hiện, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đã khỏi tùy hỷ hồi hướng như thế, là tối thắng, là tôn quý, là cao siêu, là vi diệu, là cao cả, là không gì trên, không gì bằng, không gì hơn. Này thiện hiện, nếu đem phước trước so với phước này thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, ức phần chẳng bằng một, trăm ức phần chẳng bằng một, ngàn ức phần chẳng bằng một, trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, vô số trăm ngàn ức phần chẳng bằng một, phần toán số, phần tính đếm, phần thí dụ, cho đến phần cực số cũng chẳng bằng một. Vì sao? Thiện hiện, vì các hữu tình ấy đã thành tựu mười thiện nghiệp đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm phép thần thông, đều dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men và các thứ đồ dùng khác cung cấp cho quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán và các độc giác. Số phước đức đạt được đều dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện. Các hữu tình ấy cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, dùng vô lượng các thứ y phục, ẩm thực, đồ nằm, thuốc men và đồ dùng nuôi sống khác, nhà cụ thượng diệu cung cấp cho các chúng Bồ Tát hướng đến quả vị giác ngộ cao tột ấy. Phước đức đạt được đều dùng hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện. Lúc bấy giờ, bốn đại thiên vương cùng với đông đủ hai vạn thiên tử quyến thuộc, vui mừng nhảy nhót liền chắp tay đảnh lễ chân Phật, bạch. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát như vậy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như vậy. Đó là Đại Bồ Tát ấy, phương tiện thiện xảo. Dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện, đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng rơi vào pháp nhị, pháp bất nhị.
Khi ấy trời Đế Thích cùng với vô lượng trăm ngàn thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương xoa, hương giải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, bạch. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát như vậy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế. Đó là Đại Bồ Tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện. Đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử, phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào pháp nhị, pháp bất nhị. Khi ấy, thiên vương Tô Dạ Ma cùng với đầy đủ vô lượng trăm ngàn thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương xoa, hương giải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, bạch, bạch Thế Tôn. Đại Bồ Tát như vậy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế. Đó là Đại Bồ Tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện. Đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào pháp nhị, pháp bất nhị. Khi ấy, thiên vương San Đồ Sử Đa cùng với đầy đủ vô lượng trăm ngàn thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương xoa, hương giải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, bạch, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát như vậy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế. Đó là Đại Bồ Tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện. Đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào pháp nhị, pháp bất nhị. Khi ấy, thiên vương thiện biến hóa, cùng với đầy đủ vô lượng trăm ngàn thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương xoa, hương giải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát như vậy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế. Đó là Đại Bồ Tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện. Đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào pháp nhị, pháp bất nhị. Khi ấy, thiên vương tối tự tại cùng với đầy đủ vô lượng trăm ngàn thiên tử quyến thuộc, mỗi người đều cầm các thứ tràng hoa, hương đốt, hương xoa, hương giải, y phục, anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, tuyệt diệu ở cõi trời, tấu các khúc nhạc trời để cúng dường Phật, bạch. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát như vậy mới có khả năng phát khởi tùy hỷ hồi hướng quảng đại như thế. Đó là Đại Bồ Tát ấy phương tiện thiện xảo, dùng vô tướng làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, vô nhiễm trước làm phương tiện, vô tư tác làm phương tiện. Đối với thiện căn công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, đã khởi tùy hỷ hồi hướng như thế thì chẳng rơi vào pháp nhị, pháp bất nhị. Lúc bấy giờ, thiên vương Đại Phạm cùng với đầy đủ vô lượng vô số trăm ngàn chúng Phạm Thiên đến trước Phật, đảnh lễ chân Phật cùng bạch. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu, Đại Bồ Tát như vậy đã được Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ vượt hơn thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đã tu ở trước, không có phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. Khi ấy, trời cực quang tịnh cùng với đầy đủ vô lượng vô số trăm ngàn chúng trời quang, đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng thanh bạch. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu, Đại Bồ Tát như vậy, vì đã được Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân đã tu ở trước, không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. Khi ấy, trời biến tịnh cùng với đầy đủ vô số vô lượng trăm ngàn chúng trời tịnh, đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng thanh bạch,
Bạch Thế Tôn thật hy hữu, đại Bồ Tát như vậy, vì đã được Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đã tu ở trước, không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. Khi ấy trời Quảng Quả cùng với đầy đủ vô số vô lượng trăm ngàn chúng trời Quảng đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng thanh bạch: Bạch Thế Tôn thật hy hữu, đại Bồ Tát như vậy, vì đã được Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đã tu ở trước, không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. Khi ấy trời Sắc Cứu Cánh cùng với đầy đủ vô số vô lượng trăm ngàn chúng trời Tịnh Cư đến trước Phật, đảnh lễ chân Ngài, đồng thanh bạch: Bạch Thế Tôn thật hy hữu, đại Bồ Tát như vậy, vì đã được Bát Nhã Ba La Mật Đa và phương tiện thiện xảo nhiếp thọ, nên đã vượt hơn thiện căn của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đã tu ở trước, không phương tiện thiện xảo, hữu tướng, hữu sở đắc. Lúc bấy giờ Phật bảo chúng trời Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quảng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, vân vân. Giả sử tất cả hữu tình trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột đối với khắp tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại trong 10 phương thế giới, từ sơ phát tâm cho đến khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân niệm màu, sau khi nhập vô dư y niết bàn cho đến pháp diệt, ở khoảng giữa ấy có thiện căn tương ưng với sự tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh, hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc có thiện căn tương ưng với sự an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo,